Đây là gà Ayam Semani của Indonesia, một giống gà đắt nhất thế giới và cực kỳ quý hiếm. Thịt, nội tạng và thậm chí cả xương của gà Semani đều có màu đen tuyền bẩm sinh. Giống gà này đã được nuôi trên đảo Java từ thế kỷ 12. Semani có một gen trội gây tăng sắc tố, khiến hầu hết cơ thể của chúng có màu đen, từ lông, mắt, mỏ, màu, bàn chân, móng cho đến cơ quan nội tạng. Truyền thông quốc tế gọi Semani là loại gà đắt nhất thế giới, có thể lên tới 5.000 đô la một cặp, khoảng 114 triệu đồng. Tamudi, chủ một trang trại gà ở Java và cũng là chủ tịch hiệp hội những người chăn nuôi Semani tại Indonesia cho biết, loại gà này được nuôi ở làng Kedu, Temanggung Regency của tỉnh Trung Java. Tôi không bao giờ để ý xem mình đã bán được bao nhiêu con gà mỗi tháng, nhưng ít nhất khoảng 30 con. Đối với gà con từ 2 đến 3 tháng tuổi, mỗi cặp chúng tôi bán với giá 100 đô la đối với con có lưỡi đen và 27 đô la với con có lưỡi xám. Theo Tamudi, giá một cặp gà Semani trưởng thành khoảng 8 tới 12 tháng tuổi rơi vào khoảng 400 đến 500 đô la, dao động từ 9 đến 11 triệu đồng. Chủ trang trại gà này giải thích rằng màu đen tuyền bẩm sinh chính là yếu tố chính giúp cho Semani trở thành loại gà đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao khiến khó chăn nuôi đại trà giống gà Semani. Tamudi cho biết trang trại của anh đã gửi trứng gà Semani đến nhiều nước trên thế giới vì gửi gà rất khó và chi phí cao. Trước sự quan tâm của những nhà sưu tầm nước ngoài đối với Semani, anh Tamudi và những người bạn hy vọng rằng chính phủ sẽ tạo điều kiện để xuất khẩu chúng ra nước ngoài dễ dàng hơn. Những con gà quý hiếm rất được coi trọng ở Indonesia vì nhiều người tin rằng chúng có sức mạnh ma thuật và được xem là biểu tượng may mắn. Do có màu đen tuyền nên loại gà này trông có vẻ thần bí và thường được sử dụng cho các nghi lễ, theo anh Tamudi. Semani đẻ khoảng 80 trứng mỗi năm, trong khi gà thả vườn bình thường có thể đẻ hơn 100 quả, còn gà công nghiệp có thể đẻ tới hơn 300 quả trứng mỗi năm. Đặc biệt, gà con Semani nở ra không có lông, vì vậy nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể khiến chúng tê liệt và chết.